hơn 300 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành sập bẫy đường dây lừa đảo do một cử nhân cầm đầu. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, băng nhóm này lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng. Ngày 23/6, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đánh sập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô lớn, với số tiền hơn 107 tỷ đồng. Cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu Lê Anh Tuấn, 31 tuổi, ngụ Quảng Trị, cử nhân công nghệ thông tin cùng hai đồng phạm Nguyễn Tuấn Dũng, 26 tuổi, ngụ Hà Tĩnh, Nguyễn Ngọc Thành, 31 tuổi, ngụ Quảng Trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn cấu kết với Dũng, Thành thuê nhà trọ trên đường Ngự Bình, P. An Cựu, TP, Huế, Thừa Thiên Huế, hoạt động lừa đảo. Tuấn phân công Dũng thành lập nhiều tài khoản Facebook ảo, tham gia các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền. Riêng Tuấn với trình độ công nghệ thông tin sẵn có đã thiết kế tạo nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam. Khi săn được con mồi, các nghi phạm chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để chiếm lòng tin, lấy lý do đang ở nước ngoài nên phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như MoneyGram hay Western Union, yêu cầu bị hại truy cập vào website do nghi phạm cung cấp, nhập thông tin user, mật khẩu, mã OTP. Để làm thủ tục nhận tiền, mã OTP cá nhân và thông tin cá nhân của bị hại sau đó bị chiếm dụng, Tuấn đăng nhập vào website ngân hàng thật để thực hiện lệnh chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân đến tài khoản của nhóm lừa đảo. Theo thống kê của cơ quan điều tra, có hơn 300 nạn nhân ở nhiều tỉnh thành sập bẫy đường dây này. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, băng nhóm này lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra mở rộng.